Hello, chào anh em. Hôm nay mình sẽ review xe. Xe mới đóng dạng mẫu mới nha anh em, tự đóng ở nhà luôn. Đây, tay quay máy 33 đề. Máy chân đông. Đây, kiểu mẫu mới đề. Tăng hơi lốc kê. Nhưng mà chưa xong nhá. Đây tời này anh em. Tời sexy độ siêu to khổng lồ. Máy này cực kỳ nhạy luôn em ạ. Máy này mua trên phố về nhá. Đây. Xoay bằng tay cực kỳ nhạy luôn. Dàn thì dàn super. Que đùi lớn. Đây anh em thấy nhá. Đấy. Super đùi lớn thép cầu. Hộp số 5 cấp anh em ạ. Đây đang trang bị đang tiến hành làm chưa xong. Mod Asia 10 đến 15 tấn. Máy nặng 195 kg. 33 rõ mạnh sàng. Mạnh sàng hai tạ. Hai tạ máy. Có 20 tạ. Quả dầm à. Quay thử ấy. Mẫu mới nha bà con. Ai cần thì cứ liên hệ mình. Trong siêu rẻ cho bà con luôn. Khi nào test thử mình sẽ quay cho anh em xem. Dàn khung này. Bao chất. Hàng này cũng dạng như là kết hợp nhiều anh em các tiệm làm trước xong mình gộp lại với nhau nên là thành VIP, cực kỳ VIP luôn. Đấy, anh thợ chính đang hàng. Đấy, thật là điêu luyện. Không cần kính. Đố anh em nào mà hàn được không cần kính mà hàn điện lớn nha. Mẫu mới anh em ạ. Tụi này cái chật lần này này. Đấy, đẹp. Theo tôi kinh nghiệm nhiều năm đi giao lưu với anh em thì tôi đánh giá là đẹp. Đây cầu này anh em. Đấy. Cầu. Đây là cầu reo anh em ạ, cầu 3 tấn dưới. Thắng hơi lốc kê. Chưa xong. Khi nào xong anh em cùng chiêm ngưỡng. Nhưng mà đang phân vân là nên sơn màu gì anh em góp ý dùng cái nha. Màu hồng. Sơn
Sơn mã hồng dán tem Russian Boy. Chất nhất vẫn là phần đầu anh em ạ. Đây là làm tôn thì tôn 2 ly anh em ạ. Tôn 2 ly. Tôn kém không bị rỉ nhá. Khó rỉ. Dưới thì 4 ly. Ở dưới thì 4 ly luôn anh em. Đây. Bật đèn tắt. Tối quá, không bật đèn được. Đây có thêm một bộ tời, anh ai cần làm thì liên hệ luôn nha. Ai cần mua thì có giá luôn. Đây. Lô 50. Cả thử. Các bạn. 50 nha. Đó, 50. Đây nhông cực kỳ lớn. Bữa có ai hỏi là có nhông không, rồi đây nha. Có. Đang làm chưa xong. Còn vài ngày nữa xong thì anh em mà đón xem nhá. Đây là cái khí ở công năng nha mọi người. Công năng đã có một chiếc siêu phẩm rồi. Cũng được giao lưu với anh em mọi miền.